chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa Ăn Yêu Thương. Và ở vòng 3 này, cô Phương Lan sẽ có một chiếc hộp. Trong đây sẽ có những cái món ăn mà các con rất là thích ăn và bố là trong tầm tay người bố có thể nấu được. Thì bây giờ để mà bốc thăm là xem là bé sẽ ăn món nào thì hai cô công chúa là mời bước lên, chúng ta sẽ quảnh tù xì. Ai thắng thì sẽ được bóc cái lá phiếu ở trong đây. 1, 2, 3. Hơn thắng. Rồi. Hơn thắng. Lựa món nào dễ dễ rồi, nhất con nghe. Đứng ở đây nè. Dạ, món đó là sườn xào chua ngọt. Rồi. Bây giờ thì cái món sườn xào chua ngọt này rồi, không biết là các bố có nấu được hay không và các con có thích ăn hay không. Bây giờ là Bảo Hân nè. Ở nhà đó thì là bố nấu ăn ngon hơn hay mẹ nấu ăn ngon hơn? Dạ, ở nhà là mẹ hay nấu ăn, bố chỉ phụ mẹ thôi. Bố mà nấu ăn đó, con chấm cho bố được bao nhiêu điểm? Dạ là 10 điểm, tại vì con thích trứng chiên. Ở nhà là anh hay nấu trứng chiên, là món tủ của anh hả? Món tủ. Nhưng mà rất may hôm nay ở đây không có món trứng chiên à. Đây là sườn xào chua ngọt. Bây giờ tới Ngọc Hân nè. Ngọc Hân nè. Ở nhà là ba hay mẹ là nấu ăn là con thích hơn? Dạ, cả ba và mẹ luôn. Món rồi nào mà con cảm thấy là ba bố của con á nấu ăn ngon nhất? Dạ trứng chiên luôn. Trứng chiên luôn hả? Ủa, cho em hỏi là hai bé này gần nhà nhau luôn hả? Trứng chiên luôn hả? Bây giờ là mời hai bố nè, mình về cái vị trí nấu bếp của mình nè. Đó rồi, hôm nay hai con tới đây là ăn thôi. Đó, bây giờ nè, đây mời mình vô vị trí không? Giống như mình đi ăn nhà hàng vậy đó con. Mời hai công chúa rồi. Ngọc Hân, Bảo Hân hai vô đây. Hai công chúa vô đây. Đó rồi. Với thời lượng là 30 phút, hai bố làm sao đó em không biết nấu xong được món sườn xào chua ngọt để phục vụ cho hai cô công chúa Bảo Hân và Ngọc Hân. Và thời gian bắt đầu. Như vậy là hai bé Ngọc Hân và Bảo Hân đã sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mà bố của mình nấu. Thực ra chỉ có một món là sườn xào chua ngọt thôi mà kêu cá 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 nghe nó nhiều. Có bữa ăn nó còn chán. Thôi bây giờ nè, nhưng lúc là món ăn cũng còn đang nóng nè, bây giờ mình thưởng thức liền đi. Hai đứa con sẽ thưởng thức từng món, sau đó chúng ta sẽ cảm nhận món nào mà cảm thấy ngon hơn thì chúng ta cho 2 điểm. Món nào mà cảm thấy không ngon bằng thì cho 1 điểm. Sẵn sàng chưa? Rồi. Dạ rồi. Ngọc Hân và Bảo Hân muốn ăn bên nào trước nè? Chọn bên này hay bên này ăn trước nè? Chọn bên này. Bên này. Rồi. Bên này. Rồi, như vậy thì bây giờ hai bạn lại quảnh tù xì. Quảnh tù xì. Ai thắng sẽ được chọn trước, chọn ăn bên nào trước hai. Quảnh tù xì ra cái gì à? Ra cái này. Rồi, vậy là Ngọc Hân thắng. Vậy là Bảo Hân phải ăn bên này trước luôn. Rồi. Với Ngọc Hân nha. Đây. Em nghĩ là anh Phúc qua mình giúp đỡ giúp bé đỡ nha. Bé Bảo Hân. Anh có được ăn không hay là giúp đỡ thôi? Anh mình ăn sao anh? Dặn bao nhiêu lần trời. Rồi, cái món này là các bố tụi con nấu đầy tình yêu thương nè, gấp cho con nè. Đó, rồi, đây. Cho bé Bảo Hân rồi, nữa cho nè. Con, đây. Nha. Miếng nào thịt anh mình ném, miếng nào mỡ ra. Mình ném mỡ đúng không? Đúng rồi, rồi có đây thịt nè, cho thịt bé. Cái mỡ để cho chú ăn được rồi, con cần mập thôi, không cần mập đâu. Rồi. Thử nha, thưởng thức nào. Đó. Đói bụng lắm. Đã, rồi lúc mình ăn mình nhớ tới lúc đó hình ảnh bố mà đang nấu toát mồ hôi nè. Hầu như là hai bé cũng không có nghe lời của anh, tại vì tập trung ăn cái sườn ngon quá. Có bộ cái món bên đây ngon à, ngon thấy à. Nãy giờ ăn hăng say nè. Nhưng mà bớt chép miệng lại nè, tại cô Lan với chú Phúc là nhìn thèm nè, mình ăn cái mình. Bé chép bao nhiêu lần là em nuốt nước bọt mấy nhiêu lần ngon đó. Ngon quá, đi bố nấu ngon. Giờ cảm nhận rồi, đi khoan, nè. Khoan. Rồi cảm nhận đi xong chú cảm chủ, uống miếng nước rồi qua bên nước kia. Rồi. Mời Bảo Hân. Thấy món này sao? Cảm thấy là cái món sườn này nó như thế nào? Thôi, ngon cái gì mà quéo tai luôn. Ngon quéo tai luôn con. Trời ơi ngon. Dễ thương. Rồi, Ngọc Hân thì sao? Ngọc Hân thì sao? Y chang luôn. Y chang luôn. Y chang luôn. Ngon lắm luôn hả con? Ngon không thể diễn tả được luôn hả? Để cho khẩu vị tụi con được chuẩn hơn, chương trình đã chuẩn bị một ly nước
để mình uống đó, mình uống cho nó cái khẩu vị mình nó lạc, để bắt đầu mình thử bên đây nó mới mặn mà. Mời hai công chúa uống nước tráng miệng rồi mình thử. Sướng quá trời luôn thiệt, tới chương trình này là các bé. Ha trời, chỉ có ở bố là tất cả mới có thôi. Ừ. Đó, rồi ôi hay quá. Bây giờ bắt đầu mình thử bên này nha. Hay là lấy cho ta tự lấy. Rồi tự gửi luôn. Có bộ các bé khá là lanh lẹ trong cái việc cấp thức ăn à. Ngon quá, tình yêu hai bố. Chàng trề. Mình cũng gấp cái miếng khác cho nó mềm hơn không? Ngọc Hân xé thịt ra. Anh thấy nó hơi cay. Hơi cay chút hả? Ôi, hai bố muốn để cái sự cay nồng nàn vô đó, để cái tình bố nó rất là cay đặc, cay đậm. Cái gì vậy? Anh nói cái gì? Anh ơi, có phải anh đói quá rồi đúng không? Ừ, anh bị rối quá. Tại vì sao? Tại sao chúng mấy bố bỏ một bồ cay vô nhiều quá vậy ta? Bố nấu ngon quá. Con gái ăn bất chấp hình tượng cho nó văng lên tới mũi luôn nè. Thấy dữ chưa? Ăn sườn sườn xào chua ngọt, mà tưởng ăn đùi gà chua ngọt mà giật bạc bạc. Không biết nước tráng miệng nè, mà con chưa nước tráng miệng nữa. Không luôn hả? Không luôn đó. Bên này là không luôn, để giữ cái hương vị trong miệng. Bên đây là phải uống. Phải uống miếng. Bé bên này hơi trùm liêm. Trời ơi, hết nước rồi. Tuyệt vời nha. Gái là không, bé này em chịu. Có nghĩa là ăn cái gì là phải hết da hết số. Sạch. Ăn phải sạch. Rồi. Có lại là không được. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta chấm chấm điểm nha. Rồi. Đầu tiên, đĩa đầu tiên là do Ngọc Hân chọn bên này. Cả hai nói ngon, ngon quá, ngon quá. Bây giờ Ngọc Hân cho bên đây bao nhiêu điểm và bên đây bao nhiêu điểm? Con cho cái này 2 điểm, này 1 điểm. Rồi 2 điểm 1 điểm. Con thích cái này hơn, con cho 2 điểm tại vì này đậm đà với lại hơi cay. Là đậm đà với hơi cay, còn bên đây là con cho 1 điểm đúng không? 1 điểm. Vậy là hai bên bằng nhau. Khó quá, bây giờ phải làm sao? MC phải vào cuộc thôi. Đúng rồi. Như vậy. Không ai khác ngoài MC thưởng thức. Đúng rồi, MC ngồi để làm cái gì? MC phải phụ các bé. Vì các bố nấu rồi mà bây giờ các bé cũng không tung được. Thật sự là em không có muốn đâu mà. Anh tại vì không có muốn đâu luôn. Các bé như vậy rồi thì không mình được. Thử lẹ đi anh ơi. Để thử nha. Đầu tiên thử đĩa này trước nè. Dạ, em thử đĩa bên này. Trời ơi. Thơm nè. Em đã hiểu tại sao các bé cười rồi. Các con thông cảm bởi vì nó có những cái bộ răng á. Khi mà cắn thịt là dài quá thì cắn không đứt con hả. Nhưng mà cái gia vị thì êm. Ngon nha. Em thực sự rồi em rất là phấn khích. Nhưng bây giờ em ngại, sao em ngại thử nữa. Không phải, em lấy cái miếng bự quá. Mà miếng bự nó gân với lại này kia không, cho nên em không nhai được. Anh lấy cái miếng bé bé nhỏ xíu, mềm. Phải không? Rất là đậm đà và ngon. Xin phép là được thử cái miếng nào nó nhẹ nhẹ nè. Bao. Vô nè. Vô. Vô. Rồi. Nè. Đậm đà hơn á. Bên đây mềm hơn. Đúng theo không? Anh nha, bên này lúc đầu anh ăn nó mềm, nó vừa phải nhưng mà nó chưa đủ đậm. Tại vì anh thích cái gu của anh là nó đậm, nó mặn mà. Thì anh thích nghiêng về bên kia, vừa mềm như bên này luôn mà đậm hơn chút, cay mặn giống như bé Bảo Hân nói đó. Thì anh cho bên đó 2 điểm. Thật sự thì bắt em... buộc là bên này phải 1 điểm đúng không? À. Bắt buộc nó cho bên này 1 điểm. Thật sự em thấy cái vị ở bên đây nè, nó lại khá giống với vị em nói nha. Là mình thấy bên đây là đậm đà hơn, đây 2 điểm, bên đó 1 điểm. À. Như vậy thì bên này sẽ là hồi nãy 3 điểm cộng với 2 cái 1 của mình là 5. Là 5. Bên kia đang 3 cộng với 4 của mình là 7. Là 7 điểm. Trời ơi. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng hai đĩa sườn xào chua ngọt đã có một sự chênh lệch. Sau khi cô Phương Lan ăn miếng bự hai bên thì cô Phương Lan thấy rõ ràng rằng là nó đã chênh lệch rồi mọi người. Bên nào sẽ là bố Quốc Dũng và bên nào sẽ là bố Văn Túy? 2, 1. Mở lên nè. Bên đây là bố Văn Túy. Bên đây là bố Quốc Dũng. Mẹ rồi. Không phải, tại vì như vậy nè, hồi nãy anh thấy bên bố Túy á, làm theo cái kiểu rất là sửa điện tivi đầu máy trong nhà. Bố Túy làm rất là kiểu nó hơi máy móc robot, trong khi bên kia một chú bố Dũng làm rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà tại vì chắc là bố Dũng sợ các con ăn mặn, bố Dũng không có thêm nhiều vô. Như vậy sau hai vòng chơi thì số điểm của hai gia đình đã thay đổi rồi mọi người ơi. Lúc này đây thì bố Quốc Dũng đang có tổng số điểm hai vòng chơi đó là 8 điểm. Và bố Văn Túy có số điểm của hai vòng chơi đó là 10 điểm. Như vậy ngày hôm nay người chiến thắng của bố là tất cả thuộc về bố Văn Túy và bé Ngọc Hân. Xin được chúc mừng.